Để tiến hành soạn thảo một cái cảnh đầu tiên cho cái video mô phỏng của chúng ta thì chúng ta sẽ làm như sau. Trước hết là chúng ta sẽ chèn một cái ảnh nền vào đây. Và bây giờ thì tôi sẽ hướng dẫn các cô là sử dụng một cái nền có sẵn của cái thư viện soạn thảo của Edinburgh. Và để có cái nền có sẵn này thì các thầy cô sẽ chọn ở bên này này, kéo thanh trượt nhỏ nhỏ này. Đấy. Ở đây nó có cái chức năng chữ BG là viết tắt của background. Các cô nhấn vào chọn. Sau đó thì kéo thanh trượt xuống này. Chúng ta chú ý là những cái nào mà không có cái cờ sao là ta hoàn toàn chọn được ạ. À, chúng ta có thể lấy một cái bối cảnh, có thể lấy ở lớp học này. Đấy, hoặc có thể lấy ở quảng trường, lấy ở ngoài đường, vân vân. Chúng ta có thể chọn đấy, bất kỳ. Đấy, đây. Các cái thẻ chúng ta có thể lấy để vào làm cái nền. À, ngoài ra thì như tôi đã nói là chúng ta có thể kéo thanh trượt xuống dưới và chúng ta có thể là nhấn nút mũi tên này để chúng ta đưa một cái nền ở bên ngoài vào cũng được. Thế thì ở đây thì tôi sẽ sử dụng cái cảnh này, tôi sẽ sử dụng cái nền ở có sẵn. Đấy. Thế thì bây giờ tôi sẽ lấy một cái nền như thế này. Đấy, ví dụ tôi lấy cái nền này. Tôi nhấn chuột vào thì như vậy là cái nền này sẽ xuất hiện ở trong cái trang như thế này. Đấy. Nếu như các thầy cô muốn xóa cái ảnh này đi không dùng nữa thì chúng ta chỉ cần đặt chuột vào cái nền này này, sau đó nhấn vào thùng rác này. Đấy, muốn khôi phục lại thì nhấn Ctrl Z bình thường nó sẽ khôi phục lại. Và các cô muốn thay một cái ảnh khác thì ta nhấn chuột vào cái ảnh khác thì nó sẽ tự động nó thay thế. Đây. Đấy, nó thay thế cái ảnh khác. Đấy, cái nền khác. Đấy, chúng ta có thể lựa chọn. Được chưa? Đấy. Đấy. Sau khi chọn xong thì cái này này thì các thầy cô sẽ nhìn xuống phía dưới này này, mặc định tất cả các cái scene mà khi chúng ta làm cái cảnh này này, nó sẽ mặc định là thời gian tồn tại của cái khuôn hình scene 1 này này, cái cảnh 1 này là từ 0 đến đây là 10 giây. Tức là gì? Là khi mà nó chạy ấy, thì là cứ hết 10 giây là nó sẽ kết thúc cái cảnh 1 này. Nếu như để như thế này mà các cô thu âm, mà thay vì ở đây 10 giây nhưng chúng ta lại muốn thu âm là 1 phút chẳng hạn hoặc là 20 giây thì thầy cô sẽ phải kéo này ra, thì cái việc xử lý kéo đó chúng ta có thể thực hiện sau. Thế sau khi mà lấy được cái ảnh nền rồi thì chúng ta biết đây là cái nền của cái này, được chưa? Cái thời gian của cái nền này là 10 giây. Tiếp theo này, chúng ta có thể với cái cảnh này chúng ta có thể chèn thêm ảnh vào hoặc là chúng ta sẽ có nhân vật. Thế thì ở đây tôi sẽ xuất hiện để xuất hiện một cái nhân vật chào hỏi. Thì tôi nhấn vào cái bên trái này có thanh trượt này, tôi chọn cái biểu tượng icon này, nhân vật này. Thì như tôi đã nói là chỉ có những nhân vật nào mà nó không có cái nút dấu sao, cờ sao màu xanh này này thì chúng ta sẽ dùng được miễn phí. Còn những cái cờ sao này là phải tài khoản trả phí chúng ta mới dùng được. Thế thì ở đây là có một số những cái nhân vật chúng ta có thể dùng được, chúng ta kéo lại đấy, đây, nhân vật quý ông này, chọn. Đấy. Sau khi chúng ta nhấn vào chọn ấy thì ở bên này xuất hiện nhân vật, chúng ta thấy là nó có các nút tròn ở các góc này là để chúng ta chỉnh cho cái nhân vật này to hay nhỏ hơn đấy, kéo to nhỏ này đấy cho phù hợp. Chúng ta muốn di chuyển nhân vật này đến vị trí khác thì đập chuột vào phần nhân vật xuất hiện mũi tên bốn chiều này, giữ chuột trái tôi kéo ra. Các cô có thể đặt nhân vật ở một vị trí nào đó. Sau đó chúng ta nhìn ở bên ở đây này, ở bên phải này nó có hai thẻ action và Expression này, là ở đây nó cho phép chúng ta chọn cái tư thế của nhân vật. Ví dụ như có thể là nhân vật này ngồi, nếu chúng ta chọn ngồi này này là khi đó chúng ta sẽ có cái ảnh, tìm được cái ảnh có ghế thì nhân vật sẽ ngồi như này. Đấy. Đấy, nó những cái tư thế của nhân vật nó rất là nhiều đấy. Hoặc là các cô muốn chọn có thể chọn luôn cái tư thế ngồi ở bàn đây này. Đây này. Đấy thì đây, tự nhiên là nhân vật này ngồi luôn ở cái bàn này. Thấy không? Bàn làm việc. Thì ở đây nếu chúng ta chọn cái nền là cái bảng chẳng hạn thì nhân vật có thể ngồi và dưới này là có ảnh học sinh chẳng hạn thì chúng ta sẽ chọn đây. Đấy, hoặc là nấu bếp. Đúng không? Đầu bếp, chuyên mục về đầu bếp chẳng hạn, giới thiệu món ăn chẳng hạn. Các cô có thể chọn hoặc là quan sát. Đấy, chúng ta có thể lựa chọn những cái này. Đấy, hoàn toàn là cùng một nhân vật nhưng nó có rất nhiều các cái tư thế khác nhau của các nhân vật chúng ta có thể chọn. Đấy, nhiều lắm ạ. Đây, dưới này. Giáng sinh này, trang trí này, vân vân. Hoặc giới thiệu cách làm. Đúng không? Cách làm gì đấy thì có một cái bàn này, đứng này. Đấy, để giới thiệu.
Đấy, ngoài ra thì có thể lựa chọn, đây tôi lấy cái chỉ tay này. Đấy, nhỏ thì tôi kéo ra to ra chút. Đấy, chọn chỉ tay. Rồi, các cô thấy là khi chỉ tay này, các cô nhìn này. Tôi nên xem thử nhé, nhấn vào nút này, tam giác. Đấy, thì nó sẽ tự động thế này và 10 giây nó hết ạ. Bởi vì là cái sin 1 này nó đang mặc định là 10 giây mà, 9 giây 9. Đấy, nó kết thúc. Đây, nó báo đây, 9 giây 9. Và các cô muốn xem này, đấy, nhân vật đấy, tôi nhấn vào nhân vật thì ở dưới này này, nó đang 9 giây 9, tức là nó ngắn hơn 0% giây so với cái nền. Cái nền dưới này, tôi nhấn chuột vào nền dưới này. Cái nền này là gì ạ? 9 giây 9. Đấy. Nếu như mà chúng ta bây giờ muốn là cái nền này kéo dài ra nữa, thì chúng ta kéo thanh trượt ở dưới này. Ví dụ bây giờ muốn là 12 giây này, thì kéo cái nền này ra 12 giây này. Tiếp theo là phải nhấn chuột vào nhân vật này này. Nhân vật này cũng thế. Chúng ta sẽ phải kéo cái nhân vật này ra. Đấy. Chúng ta xem cái nhân vật của chúng ta nó đang là bao nhiêu giây. Đây, cũng đã kéo ra bằng rồi. Play này. Đấy, chúng ta xem này, nó chạy. Đây, thời gian này, timeline này. Xem mười mấy giây. Đấy, 12 giây này. Đấy, là kết thúc. Còn các cô muốn mà thời gian nó ngắn lại thì các cô đưa chuột mũi tên hai chiều này. Đấy, chúng ta kéo nó dịch vào. Đấy, thấy chưa? 10 giây. Đấy, kéo vào. Đấy, như vậy là được nhân vật. Tiếp theo này, muốn gõ chữ vào đây, ví dụ chào mừng chẳng hạn, hoặc là cái gì đó, thì chúng ta sẽ sử dụng tiếp này. Cái nút text này. Nút text này. Đấy. Sau khi chọn text ấy, thì dưới này nó có các mẫu chữ. Nhưng mà các mẫu đẹp ấy, thì nó đều có cái cờ, tức là chúng ta không dùng được. Thì các cô nên chọn là luôn ở đây này. Ở đây có bốn cái dòng này. Bốn dòng từ to đến nhỏ, tức là kiểu chữ đấy. Nó to nhỏ gì đấy thì các cô chọn lấy cái chữ nào đó mà các cô muốn. Đây tôi chọn cái dòng thứ hai, thứ ba này. Đấy, nó nhỏ. Sau chọn xong thì tôi nhấp đúp vào đây này. Bôi đen này. Đấy, tôi sẽ gõ vào đây. Tôi lấy ví dụ như là thì ạ, là quy tắc nhé. Quy tắc 5K. Đấy. Bôi đen này. Muốn to ra thì kéo cái nút tròn này. Đấy. Và cỡ chữ bên phải này, chúng ta sẽ chọn cỡ chữ này. Nó đang 37 đúng không ạ? Muốn cỡ chữ to hơn thì tăng nó lên. Đấy. Màu chữ này, nó đang màu đen này, chúng ta có thể chọn cái màu khác bằng cách là nhấn chuột vào cái bảng màu ở dưới thanh màu này. Sau đó ví dụ muốn lấy chữ màu trắng chẳng hạn thì ta đặt chuột vào phần màu trắng này. Đấy. Đặt vào cái màu trắng này. Sau đó nhấn chuột ra ngoài này thì các cô thấy nó sang chữ màu trắng này. Đấy. Kéo nó dịch lên, đặt vị trí nào đó muốn xuất hiện này thì chúng ta kéo nó. Đấy. Sau đó ở bên này các cô sẽ thấy là kéo cái trượt xuống nó có phần effect này. Effect ở trên này là chữ chạy ra, tức là hiệu ứng ấy. Còn effect the sorter này này là chữ biến mất. Thì các cô có thể là cho nó chạy ra thì các cô chọn cái hiệu ứng bất kỳ thôi. Đấy, cái này thì không bắt buộc lắm. Đấy. Nhấn vào được là xong. Bây giờ tôi nhấn vào play này. Đấy, các cô thấy chưa? Chữ nó ra. Đấy. Rồi, cái cảnh 1 thì như thế. Chúng ta sẽ chèn âm thanh sau. Có thể hướng dẫn dài thì chúng ta có thể là nắm chữ vững. Thế thì đấy, như vậy là với cái cảnh 1 thì chúng ta chú ý. Thứ nhất là chúng ta nhấn vào BG này. Chúng ta chèn một cái ảnh nền. Thứ hai là chúng ta vào cái phần nhân vật này này. Chúng ta chèn một cái nhân vật nào đó. Sau đó chúng ta chọn tư thế. À, tôi xin lỗi là cái nhân vật này nó còn có cái phần expression này là chọn cái cảm xúc ạ. Ví dụ đây nhân vật này cười đi. Đấy, cho nhân vật cười này. Đấy. Mắt trái tim này. Đúng không? Đấy, cười này. Đấy, chúng ta có thể chọn. Đây này. Đấy. Miệng nó mở rộng. Đấy. À, cái thứ ba là thầy cô sẽ chọn cái chữ text này này. Chúng ta chọn cái chữ, chúng ta gõ nó vào. Sau gõ vào xong thì chọn cỡ chữ này, màu chữ cho nó nổi và đặt cái hiệu ứng bên dưới. Đấy, kể cả nhân vật các này các cô muốn có hiệu ứng cũng được. Nhân vật này nó cũng có phần hiệu ứng. Đấy, nhưng mà có thể nói là cái nhân vật thì nó cũng không quan trọng lắm nên chúng ta không cần thiết phải đặt hiệu ứng đâu. Chúng ta chủ yếu là đặt cho chữ thôi.
Đấy, như vậy là chúng ta xong ba cái đối tượng ở cái trang biển. Thế thì để mà chèn âm thanh thì chúng ta chú ý là âm thanh thì phải được gán cho cái đối tượng này này. Và cái đối tượng, chỉ có đối tượng có sẵn ở trong này thì mới chèn được âm thanh vào đó. Còn nếu mà không có đối tượng này thì chúng ta chỉ chèn âm thanh mang tính chất như là một cái âm thanh nền thôi. Chính vì vậy là các thầy cô theo dõi đây, để thu âm hoặc chèn âm thanh cho cái nhân vật này nói thì chúng ta sẽ nhấn chuột vào nhân vật. Sau nhấn chuột vào nhân vật thì chúng ta thấy ở bên này này, nó có cái biểu tượng micro này. Đấy, thì chúng ta nhấn vào micro này. Sau nhấn vào micro ấy thì chúng ta sẽ thấy ở bên phải xuất hiện cái ba cái lựa chọn này. Cái lựa chọn thứ nhất là cái micro này này là chúng ta thu âm. Cái lựa chọn thứ hai ấy là cái này là đồng bộ âm thanh, cái này không dùng. Cái thứ ba là cái chức năng này là chúng ta sẽ phải tải cái âm thanh lên thư viện rồi và sau đó thì chúng ta mới chèn vào được. Thì cái này tôi chưa nói đến ở đây, lát nữa ở cái cảnh 2 chúng ta sẽ làm thử. Thì ở đây tôi muốn thu âm, tôi nhấn vào biểu tượng micro. Sau khi nhấn vào micro ấy thì các cô sẽ thấy là cái phần thời gian này này. Thời gian đây nó báo là 9 giây. 9 giây này nó là ở đâu? 9 giây này là chính vì cái cảnh 1 này này của chúng ta là nó hiện nay là lúc nãy thiết kế là nó chỉ tồn tại trong 9 giây 9 ấy, thì tức là âm thanh nó phải ngắn hơn so với phần đó. Thế thì nếu mà các cô mà thu âm dài hơn thì chúng ta sẽ phải chỉnh cái kịch bản cho nó dài ra. Đây nhá. Nó 9 giây nếu mà chúng ta thu âm thử này, đây tôi thu âm thử này. Đấy. Xin chào các em đến với bài tuyên truyền về quy tắc 5K của Bộ Y tế trong công tác phòng chống dịch ở giai đoạn hiện nay của Việt Nam chúng ta. Đấy, nếu mà chúng ta muốn nói nữa là không nói được. Đấy, nó tự ngắt bởi vì nó quy ước chỉ có 9 giây thôi. Đấy, thế thì nếu như trường hợp mà chúng ta thu âm nhiều hơn 9 giây thì chúng ta sẽ phải quay trở lại, chúng ta chỉnh cái này này các cô này. Chúng ta phải chọn cái hình nền này. Đấy, chọn cái hình nền này, sau đó chúng ta phải kéo dài cái hình nền này ra. Đây là nó đang hơn 9 giây này. Ví dụ đây tôi kéo dài nó ra. Đấy. Cái nhân vật này, đúng không? Nhân vật này, đấy nó tự động kéo dài ra. Thì bây giờ cũng là như thế, bây giờ chọn lại để quay trở lại thu âm này. Chọn micro này. Thì lúc này chúng ta thấy cái thời lượng ở đây nó kéo dài ra là 16 giây, tức là chúng ta sẽ nói dài hơn. Còn trong trường hợp không muốn chỉnh như thế này thì tốt nhất là chúng ta sẽ thu âm bằng điện thoại hoặc thu âm bằng thiết bị bên ngoài rồi chúng ta cóp vào máy tính để chúng ta chèn vào. Và cách này thì ở kịch bản sau tôi sẽ nói. Thì bây giờ tôi thu âm nhé. Đấy, cái này thu âm thử thôi, gọi là cho có thôi. Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với bài tuyên truyền về thực hiện quy tắc 5K của Bộ Y tế trong giai đoạn phòng chống dịch bệnh hiện nay ở Việt Nam chúng ta. Đấy, nói không hết thời gian thì tôi nhấn vào nút màu đỏ để tôi stop. Sau đó này, để chèn vào thì nó có cả hai cái nút này. Thì chúng ta chọn cái nút màu xanh, màu tím nhạt này này. Apply cơ này, tiếng Pháp mà, nó là apply ấy. Nhấn vào. Đây nó đang xử lý cái âm thanh để nó đồng bộ với cái nhân vật đó. Thì cái này là thời gian nhanh hay chậm là tùy vào cái độ dài của cái âm thanh. Thế thì bây giờ này, tôi trình chiếu xem thử kết quả. Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với bài tuyên truyền về thực hiện quy tắc 5K của Bộ Y tế trong giai đoạn phòng chống dịch bệnh hiện nay ở Việt Nam chúng ta. Đấy. Hết. Thế trong trường hợp mà chúng ta đến đây nó hết rồi mà cái khuôn hình này nó vẫn kéo dài ra thì chúng ta lại nhấn vào cái khuôn hình, cái hình này này, chúng ta đập chuột ở cuối xuất hiện mũi tên hai chiều ấy, chúng ta kéo cái khuôn hình này vào cho nó khớp với phần sóng âm, phần âm thanh này này. Để tức là gì ạ? Khi nói hết thì nó sẽ chuyển sang trang sau. À, cái kịch bản thứ hai. Đây. Đấy, mũi tên hai chiều kéo ra này. Đấy, cho nó dài hơn một tí cũng được hoặc bằng nhau tùy theo. Thế điều này có nghĩa là khi nó nói hết này. Xin chào các bạn luôn. Chào mừng các bạn đến với bài tuyên truyền về thực hiện quy tắc 5K của Bộ Y tế trong giai đoạn phòng chống dịch bệnh hiện nay ở Việt Nam chúng ta. Đấy. Hết thì nó kết thúc được chưa ạ? Đấy thì đấy chính là gì ạ? Chọn nhân vật rồi chúng ta thu âm. Được chưa ạ? Đây ạ.
Cái phần thu âm này là rất cần phải chú ý ở chỗ đó là nếu như cái phần thu âm này này của chúng ta này mà chúng ta cần thu âm dài hơn, ví dụ nó báo 11 giây nhưng mà chúng ta cần dài hơn nữa thì chúng ta vào đây kiểm tra, nếu chỉ có từ này mà chúng ta nói không đủ thì các thầy cô sẽ phải ra ngoài bên bên ngoài này, trở lại bên ngoài. Tôi nhấn vào cái ảnh nền này này và chúng ta kéo dài cái ảnh nền này ra. Đây đập chuột ở cuối của cái khuôn hình ảnh nền này. Giữ chuột trái này, chúng ta xuất hiện mũi tên hai chiều này, giữ chuột trái kéo nó ra này. Đấy. Khi kéo nó dài ra thế này và ở đây thì chúng ta thấy đây chính là phần âm thanh. Đây ạ. Cái mờ mờ bên dưới này chính là phần âm thanh. Đây ạ. Và các cô đưa chuột, chúng ta đưa chuột đến phần đầu này này. Chúng ta sẽ thấy nó có cái xuất hiện này. Đấy. Là chúng ta thấy là nó có cái loa này và cái nút play này là ta biết ngay đây là cái phần âm thanh. Và âm thanh đến đây nó hết. Nhưng vì lý do gì đấy mà cái âm thanh này nó lại ngắn ngắn hơn so với cái âm thanh thực của nó thì chúng ta lại kéo tiếp nó ra. Còn đây ta thu âm thì đến đây là hết rồi thì để nguyên. Đấy thì đây là cái lưu ý xử lý trong cái vấn đề về âm thanh ở đây. Đấy, sau đó thì nếu muốn nó kết thúc cùng nhau thì chúng ta đưa chuột đến cuối này, ta kéo nó, giữ chuột trái này, kéo nó vào, khớp nhau. Thì như vậy là chúng ta xong cái scene thứ nhất, được chưa? Trình chiếu lên và xem được cái scene thứ nhất là như thế. Bây giờ chúng ta muốn làm một cái tiếp theo, cái kịch bản thứ hai. Ở đây là quy tắc 5K, thì chúng ta hiểu là cái phần tiếp theo sẽ là giới thiệu về năm cái quy tắc này. Thì hoặc là nếu là câu chuyện thì cảnh 1, cảnh 2, cảnh 3 thì chúng ta hình dung rồi. Đúng không? Theo từng đoạn của một câu chuyện mà chúng ta cần kể hoặc là một cái hội thoại nào đó thì chúng ta sẽ làm đến tiếp tục cái scene thứ hai. Tại scene thứ hai là kịch bản thứ hai thì các chúng ta nhìn ở bên phải này này. Dưới cái scene 1 này nó có dấu cộng. Chúng ta nhấn vào dấu cộng. Đây tôi con nhỏ để nhìn cho dễ này. Đấy, nhấn vào đây này. Đấy. Khi nhấn vào đây thì chúng ta thấy là nó có hai cảnh. Đấy, lúc này có hai cảnh scene 1, scene 2 này. Nhấn chuột ở scene 1 thì là xem scene 1, nhấn chuột scene 2 là xem scene 2. Để như vậy chúng ta được cái cảnh thứ hai. Cảnh thứ hai này hiện nay là nó đang trắng này và chúng ta tiến hành thao tác thực hiện soạn thảo giống như cái cảnh 1 hoặc chúng ta cũng thể chèn các đối tượng ảnh bên ngoài vào. Với cái ảnh bên ngoài thì chúng ta phải tải sẵn về rồi và bây giờ là với cái scene 2 này, tôi sẽ minh họa theo cái cách là chèn toàn bộ bên ngoài, bao gồm trừ cái nhân vật thôi. Nhân vật thì chúng ta vẫn nên sử dụng cái nhân vật bên trong thì lúc này nó mới có cái gì ạ, chúng ta chèn âm thanh vào nó được. Thì bây giờ xin mời theo dõi này, trước hết là chèn ảnh nền vào thay vì chúng ta sử dụng cái background có sẵn ở đây này. Đấy, BG giống ở scene 1 thì chúng ta sẽ chèn một cái ảnh bên ngoài máy tính bằng cách là nhấn vào cái nút mũi tên chỉ lên này, upload này, tôi nhấn vào, sau đó xuất hiện cái chữ teletrain này này. Đấy, thì chúng ta nhấn vào cái nút teletrain này. Sau nhấn vào đó thì chúng ta sẽ tìm cái ảnh nền chúng ta tải sẵn về máy tính để đưa lên. Nếu chúng ta không có thì chúng ta có thể sử dụng cái đối tượng ảnh mà tôi đã cung cấp cho các thầy cô. Đó là cái trong cái tập huấn măng non đấy ạ. Chúng ta phải giải nén ra nhé. Tập huấn măng non thì có phần minh họa. Đây này, Animaker này. Đấy, ví dụ như là trong này thì có những cái ảnh lát nữa sẽ chèn vào. Còn lại các cô sử dụng cái ảnh tổng hợp này này. Thì nó có những cái ảnh nền. Nền nào đó mà chúng ta muốn sử dụng nhé. Đấy, chúng ta dùng tạm một cái nào đó đúng không ạ? Đây xem có cái nào. Đây tôi sẽ sử dụng một cái ảnh nền bất kỳ. Đây, tôi sử dụng cái nền bến thành này. Chờ này, nó đưa lên này. Sau đưa lên, tôi nhấn chuột vào cái ảnh đó. Thì nó xuất hiện ở trong này, ảnh có thể to hơn hoặc nhỏ hơn, chúng ta sẽ phải kéo nó ra này, kéo cái nút tròn này. Đấy. Nhưng khi kéo này thì nó không kéo ngang được. Chính vì vậy là nó sẽ bị hụt như thế này. Được chưa ạ? Nó sẽ bị hụt này, cái trang của chúng ta đến tận đây cơ. Thì để xử lý cái việc này các thầy cô sẽ nhấn chuột vào ảnh, sau đó nó có cái nút mở cái khung này này, crop này. Đấy, cái này là nút để xén ảnh. Thì cái này chúng ta chỉ xén tương đối thôi, các cô chủ yếu kéo ngang này này. Tức là xén bớt cái chiều cao nó đi. Đấy. Đây ví dụ dịch xuống một chút này. Nhấn chuột ra ngoài này. Đấy.
ví dụ như là nó vẫn chưa được chẳng hạn, thì chúng ta sẽ xén lại, tôi xin lỗi, đây. Đấy, xén lại kéo ra này. Bình thường thì để dễ, các thầy cô, các cô nên kéo to hẳn ra như thế này cho nó tràn hết vào cái trang đi. Xong đấy đặt nhìn này, nó mờ mờ này, cân chỉnh vị trí chuẩn, sau đấy nhấn cái nút crop này. Đấy, chúng ta xén nó ra đây. Đấy, xén đây. Sau khi xén mà ổn rồi thì chúng ta sẽ nhấn vào cái nút apply ở bên dưới này, nút màu xanh này. Đấy, như vậy chúng ta đã xén được cái ảnh này. Thấy chưa? Đấy. Sau khi xén xong được cái ảnh này rồi thì đây ở trên nó cao hơn, kệ nó. Đấy, trên vẫn bị thừa một tí đúng không? Thì xén nốt này, ở trên này dịch xuống tí này. Apply này. Đấy, chuẩn rồi này. Đấy, như vậy là xén xong cái ảnh, thay một cái ảnh nền khác. Cái thứ hai, bây giờ các cô mà muốn chèn cái ảnh nhân vật vào ấy thì cũng làm tương tự, vẫn là cái nút mũi tên này, lại chọn tele trên này này. Ví dụ như ở trong cái minh họa ảnh tổng hợp này, hoặc các chúng ta có thể tải trên mạng ấy, thì có những cái ảnh nhân vật kiểu như thế này này, nhân vật hoạt hình này. Đây ví dụ như này. Đây tôi nhấn open này, minh họa thử chúng ta xem. Tôi chèn một cái ảnh bên ngoài vào nhé, xem nó khác cái ảnh nhân vật có sẵn như thế nào. Đấy, đây là một cái ảnh mà nền trong suốt, và chúng ta đã học về cái xóa nền trong suốt rồi, thì tôi có thể chèn được. Nhưng cái nhân vật này nó lại đang chỉ tay ra ngoài lề này thì nó không hợp lý lắm. Bây giờ các cô muốn nhân vật này chỉ tay vào phía bên trong này này thì làm thế nào? Chúng ta nhấn chuột vào nhân vật ấy, ở đây nó có, các cô chú ý là có cái hình mà hai cái nửa này, một nửa trắng, một nửa mờ này, xám này. Chúng ta nhấn vào là lật ngược nhân vật. Đấy, lật ngược cái nhân vật này. Nhưng khi chúng ta chèn ảnh nhân vật này vào ấy thì nó có một cái điều, đó là sẽ không, chúng ta không thấy cái micro, tức là nó không chèn được âm thanh vào đây nhá, không, hoàn toàn không chèn được âm thanh vào cái nhân vật này đâu. Và khi này chúng ta sẽ phải chọn cái nhân vật này là chúng ta chèn nó với tính chất là chèn vào làm cái âm thanh, là làm nền cho nó thôi thì mới được. Đấy. Đấy, nếu mà chèn ảnh nhân vật này vào là không được. Đấy, thì thôi tôi cứ để đây đúng không? Tôi để nhân vật này là trình bày thôi nhé, cho đẹp. Sau đó này, bây giờ làm về cái tôi lại tiếp tục chèn ảnh thì tôi vẫn vào tele trên này. À, tôi có tìm cái ảnh về cái tuyên truyền về 5K này, ví dụ đây. Ở đây có cái ảnh là thứ nhất là đeo khẩu trang đúng không? Tôi chọn cái ảnh đeo khẩu trang. Nhấn chuột. Đấy. Kéo này. Đấy, đặt ở đây cho nó xuất hiện như thế này. Đấy, một là đeo khẩu trang đúng không? Đấy, xong. Xong rồi thì bây giờ là tôi không muốn lấy ảnh của ở bên ngoài nữa đúng không? Tôi quay trở lại, tôi lấy ảnh cái nhân vật có sẵn này để tôi chèn âm thanh ấy. Rồi đây tôi chọn cái nhân vật này, nữ. Đấy, đập chuột ra đây. Sau đặt chuột rồi thì nhấn ở phần action này, chúng ta chọn cái vị trí, cái tư thế của nhân vật. Đấy, ví dụ đây, nhân vật này đưa tay này. Muốn lật nhân vật này thì cũng tương tự đấy. Đấy, chuyển vị trí này. Đấy, nó có cái nút này, được chưa? Đấy, có thể đặt nhân vật này. Đấy. Rồi, à, các cô muốn là những cái đối tượng này, ảnh, ảnh chèn vào này, ảnh nhân vật này này, nó không nằm hẳn ở đây, tức là khi xuất hiện nó sẽ không như thế này, nó không xuất hiện hẳn như thế này, thì chúng ta tương tự, chúng ta có thể đặt chuột vào nhân vật đó rồi chọn effect này này. Đây là hiệu ứng. Ở phía trên này là hiệu ứng xuất hiện này. Đấy. Phía đây chọn nhân vật này, trên là hiệu ứng xuất hiện, dưới là hiệu ứng biến mất. Đấy, thì bây giờ nó sẽ như thế này này. Đầu tiên vào nó sẽ không xuất hiện nhân vật ngay mà nó sẽ chạy ra như thế. Đấy. Thế như vậy là tôi đã chèn được các đối tượng, hình ảnh các thứ vào rồi. Thì bây giờ là muốn chèn âm thanh thì sao? Thì âm thanh lúc nãy là chúng ta đã làm, đó là nhấn chuột vào nhân vật và có micro này, ta chèn âm thanh vào. Còn nếu như các cô không muốn thu âm, chúng ta thu âm bằng thiết bị điện thoại di động hoặc máy tính, thì chúng ta muốn chèn vào chúng ta sẽ phải làm như thế này. Đây, chúng ta lại nhấn chuột vào cái nút mũi tên chỉ lên này. Chúng ta chọn tele trên và tìm đến một cái đối tượng music. Trong cái minh họa tập huấn tôi cung cấp có phần music này là có những đoạn nhạc thôi,
cái phần này cũng không phải âm thanh. Còn nếu không, các cô có thể chèn thử cái đọc minh họa này vào. Open. Đó. Chèn vào thì nó mới nằm ở đây thôi nhé các cô nhé. Khi mà chúng ta trình chiếu lên này là hoàn toàn là nó chưa có âm thanh. Đấy, âm thanh chưa có. Vì chưa được chèn vào trong cái kịch bản này. Nó chưa được chèn vào kịch bản này. Đấy. Bây giờ muốn chèn vào cho cái nhân vật nữ này thì chúng ta lại chọn nhân vật nữ. Tương tự, chúng ta lại chọn micro. Rồi, tại đây, lúc nãy ở kịch bản thứ nhất, chúng ta nhấn vào cái micro này để chúng ta thu âm. Còn bây giờ, chúng ta đã có đưa lên thư viện rồi thì chúng ta sẽ nhấn vào nút mũi tên chỉ lên. Sau khi nhấn mũi tên chỉ lên thì các cô thấy nó có những phần âm thanh này. Cái âm thanh này là cái gì? Xin chào các bạn. Đấy, chúng ta đưa chuột vào đến với bài tuyên truyền. Đây chính là âm thanh ở cái sen 1 Bộ Y tế. Âm thanh này là cái gì? Hãy sát đôi đầu, hãy kẻ đôi ngực, hãy trổ nhẹ. Và cái âm thanh này nó cũng là 11 giây. Hãy sát đôi đầu, hãy kẻ đôi ngực. Đây tôi muốn chọn, bây giờ tôi nhấn vào. Khi tôi nhấn vào thế này thì nó sẽ chèn vào cái nhân vật nữ ở sen thứ 2 này. Đây các cô nhìn, nghe. Chúng ta nghe thử. Hãy sát đôi đầu, hãy kề đôi ngực, hãy trộn nhau đôi mái tóc ngắn dài. Trong say sưa em khẽ bảo anh rằng gần thêm nữa. Nó bị mất một cái phần âm thanh ở cuối. Tại sao vậy? Bởi vì cái phần trang này này, cái kịch bản 2 này là dây thứ 22 này hết. Mà cái âm thanh của tôi nó dài hơn cái vị trí này, do đó tôi phải kéo cái trang cái trang này này, cái ảnh này này, ảnh nền này này. Đấy, tôi sẽ phải kéo nó ra là dài hơn so với cái hiện tại của nó. Đây. Đấy, nó đang 22 giây hết này và cái âm thanh của tôi là đang bị ngắn hơn. Do đó nó bị mất một phần lời. Sau kéo cái trang ra thì tôi sẽ đập chuột vào cái phần âm thanh này. Lại kéo cái âm thanh này ra. Đấy, bao giờ nó hết thì thôi này, các thầy cô thấy không? Nó dài tận đây cơ mà. Chính vì vậy nó bị ngắn hơn thì nó bị mất câu. Thế còn cái trang này vẫn bị ngắn hơn, lại kéo nó ra. Đấy, cái này cũng giống như sen 1 thôi. Bây giờ nghe thử này, chúng ta sẽ thấy là nó sự khác biệt. Hãy sát đôi đầu, hãy kề đôi ngực, hãy trộn nhau đôi mái tóc ngắn dài. Trong say sưa em khẽ bảo anh rằng gần thêm nữa, thế vẫn còn xa lắm. Đấy, hết. Được chưa? Hết câu. Đấy. À, và cái âm thanh này nếu như mà chúng ta không muốn dùng, chúng ta có thể nhấn vào cái loa này, chúng ta xóa đi này. Đấy, xóa đi, không dùng nữa. Đây, bây giờ tôi lại đưa một cái âm thanh khác lên và tôi chèn lại. Chúng ta xem. Tôi nhấn vào nút mũi tên này. Bây giờ tôi đưa một cái âm thanh, nó là cái nhạc nó dài hơn. Đây, tôi xem cái có một cái âm thanh nó dài hơn chẳng hạn. Đây, nhạc nền này. Nhạc không lời 20 giây này. Đấy, đưa lên. Sau khi đưa lên thì lại nhấn vào cái hình nhân vật này. Lại nhấn vào cái micro. Nhấn vào mũi tên chỉ lên này. Và ở đây nó có cái phần âm thanh này. Chúng ta xem cái thời gian này. Nhạc không lời 20 giây. Chỉ cần nhấn chuột vào đấy thôi. Nó sẽ chèn vào. Đấy. Sau khi chèn vào xong thì các thầy cô chú ý này. Cái nhạc này là các cô sẽ, sau khi chèn ở bên ngoài, các cô sẽ đập chuột vào cái nhạc này và xuất hiện mũi tên hai chiều, cứ kéo nó ra. Kéo ra bao giờ nó hết như thế này, tức là nó mới hết phần âm thanh gốc của nó. Chứ còn các cô không kéo là sẽ bị hụt, sau đó lại kéo cái trang này ra. Đấy, thì như vậy là chúng ta đã thực hiện xong cái sen thứ hai với cái cách là chúng ta chèn toàn bộ bên ngoài vào. Một là chèn ảnh nền, hai là chèn một số những cái ảnh biểu tượng, ảnh nhân vật, hoặc là và kết hợp với việc là chèn cái nhân vật hoặc hình vậy. Như vậy là chúng ta xong được cái, ở đây chúng ta chỉ xem được từng cảnh một. Bao giờ chúng ta xuất bản ra thì chúng ta sẽ xem được cả hai cái cảnh này các cô nhé. Đấy. Rồi xin mời, bây giờ thì xin mời chúng ta sẽ thực hành cái sen thứ hai bằng cái cách như vừa rồi. Các cô có thể chèn thử một cái ảnh nền nào đó, chèn thử cái biểu tượng nào đó được, không nhất thiết phải đúng như mà tôi đã cung cấp, và chèn nhân vật, chèn âm thanh vào để chúng ta luyện cho nó quen ạ.
Không? Chúng ta cứ tương tự như vậy, thêm cảnh nào đó thì chúng ta nhấn vào nút dấu cộng này. Sau đó ví dụ như là hết rồi thì ở cuối các cô có thể chèn vào một cái nền và các cô có thể nhập vào cái nội dung là cảm ơn, chào tạm biệt gì đó chẳng hạn. Thì chúng ta lại chọn một cái ảnh. Đây ví dụ này. Đấy. Sau đó lại chọn cái đối tượng là cái chữ T này, text này. Đấy, chúng ta chọn chữ. Chữ to, chữ nhỏ tùy theo chúng ta từng loại đấy. Đấy, ví dụ đây. Nhấp đúp vào này. Chào tạm biệt. Đấy. Sau đó chỉnh cỡ chữ cho to lên. Đấy. Màu chữ. Chọn cái màu nào cho nó nổi. Rồi kéo này, ta dịch ra cho nó chữ này. Đấy, kéo ngang ra. Đấy. Đấy, ví dụ thế mà chữ này nó không nổi thì ta nhấn vào lại màu này. Ta chọn cái bên cái bảng màu này. Chọn cái chỗ màu trắng này cho nó nổi vì nền nó đang màu đen. Đấy. Rồi chúng ta có muốn chèn nhạc cái thứ vào thì tương tự. Hoặc là có thể nhạc nền ấy thì có thể lấy luôn ở đây. Đấy, đây có nhạc nền, cái nhạc nào mà nó không có dấu sao là ta dùng được nhé. Không dấu sao chèn vào được. Cái này chúng ta theo dõi thế thôi, xem thế. Đây. Cái cách làm nó tương tự. Rồi, thế thì sau khi mà chúng ta hoàn tất rồi ý, thì công đoạn cuối cùng là chúng ta sẽ xuất bản nó ra. Thế để xuất bản thì các cô thấy là góc trên bên phải này nó có nút màu cam này, public này, publier này tiếng Pháp này, public tiếng Anh ấy. Cho nên nhấn vào cái nút public này. Sau khi nhấn vào public ấy, thì ở đây nó có cái chế độ là xuất bản ra video này, cái nút đầu tiên và nó có mũi tên đây này màu trắng này. Cái nút này là xuất bản video và chúng ta chỉ dùng cái nút này thôi. Để chúng ta sẽ nhấn chọn vào đây để chúng ta xuất bản cái phim này ra. Sau khi xuất bản thì các thầy cô thấy ở đây nó báo về định dạng này, kích thước, chất lượng này, chất lượng HD 720 này là bình thường rồi, là được. Còn chúng ta xuất hiện xuất bản ra 4K các thứ thì cái dung lượng nó rất lớn và phải có cái gì ạ, trả phí thì chúng ta mới xuất ra được những cái loại này. Còn dạng SD này là xuất bản ra kích thước phim nhỏ, dùng đưa vào PowerPoint cũng được. Nói chung là ở đây là giới thiệu thế thôi, còn chúng ta để nguyên. Định dạng nó là 14, ta để nguyên. Sau đó thì chúng ta nhấn vào tele trên này. Đấy. Sau khi nhấn vào tele trên ấy thì nó sẽ chuyển đến một cái giao diện khác. Đây. Cái giao diện này là giao diện xuất bản cho tiếng Anh này. Nó đang xuất bản đấy. Cái thời gian mà chúng ta chờ xuất bản lâu hay mau là tùy thuộc vào cái phân cảnh của nó. Thứ hai là tùy thuộc vào cái phim hoặc là cái âm thanh mà ta đã chèn vào cái video này. Đấy, thì các thầy cô chú ý như vậy. Đấy, và chúng ta chờ bao giờ nó chạy xong hết thì chúng ta sẽ tải nó về máy tính của mình. Thế thì bước tiếp theo tải về thì xin mời chúng ta sẽ theo dõi sau. Sau khi mà chúng ta đóng gói xong rồi ấy, public xong thì nó sẽ xuất hiện như thế này các cô ạ. Chúng ta thấy cái video nó đầy đủ đấy. Tại đây thì chúng ta nhấn vào chúng ta xem thử để xem lúc này nó chạy tất cả các cảnh luôn. Chào mừng các bạn đến với bài tuyên truyền về thực hiện quy tắc 5K của Bộ Y tế trong giai đoạn phòng chống dịch bệnh hiện nay ở Việt Nam chúng ta. Đấy, cái phần này là tôi chèn âm thanh từ máy tính vào. Đấy, bình thường chúng ta thu âm chèn vào thì nó sẽ thế này. Đấy. Qua qua tí này. Đấy, cuối cùng đây. Đấy. Như vậy là chúng ta đã hoàn tất cái việc mà đóng gói. Bây giờ chúng ta muốn tải nó về ấy, thì nếu các cô dùng cấp cấp nó có chữ tải về đây, ta nhấn vào tải giống như ở YouTube. Hoặc nếu không ấy, thì chúng ta sẽ vào đây. Ở góc trên bên phải này, nó có chữ cái mũi tên này, nút màu tím ấy, có mũi tên màu trắng, có chữ to download ấy. Đây, tải về. Chúng ta nhấn chuột vào đấy. Sau khi nhấn vào to download thì nó quay quay này, nó sẽ bắt đầu nó tải về máy tính của chúng ta thôi. Và cái việc tải về này thì nó giống hệt như chúng ta tải phim từ trên mail hoặc là trên YouTube đây. Nó xuất hiện ở dưới này. Phía dưới bên trái đây chúng ta thấy nó có đoạn video này. Đấy, tôi nhấn vào xem.
Đây, sau khi tải về rồi này. Tuyên truyền về đó. Thực hiện quy tắc 5K dịch bệnh. Đây, tải về rồi. Đấy, và chúng ta có thể chèn cái video này sang một cái bài giảng e-learning, chèn cái video vào PowerPoint, hoặc là chia sẻ video này lên YouTube để chúng ta dạy, hoặc là chia sẻ cho học sinh thì đều được hết cả. Thế thì như vậy là chúng ta đã xong cái phần biên tập và chúng ta xuất bản. Thế còn lại thì bây giờ nếu như các thầy cô muốn quay trở lại để sửa lại cái video này này, thì bên cạnh cái nút download này, tôi thu nhỏ lại thì nhìn không được, thì có cái biểu tượng là cái bút này này, chúng ta nhấn vào thì nó sẽ quay sang trở lại để cho chúng ta chỉnh sửa và chúng ta biên tập lại cái đoạn video này. Đấy. Đấy, ví dụ như bây giờ là tôi muốn là tôi thêm một cái cảnh nữa. Đấy, thêm một cái cảnh nữa sau cái cảnh 3 này chẳng hạn, thì tôi có thể là nhấn dấu cộng này. Đấy. Và hai cái cảnh này các thầy cô nếu thêm một cảnh khác ấy, chú ý nhé, khi thêm một cái cảnh nữa mà muốn đưa cái cảnh 4 này lên trên cảnh 3, cảnh 3 là cảnh tạm biệt mà. Thế nên muốn đưa cái cảnh 4 này lên trên thì các thầy cô chỉ cần nhấn chuột vào cái cảnh 4 này, hoặc nhấn chuột vào cảnh 3 này, rồi giữ chuột trái kéo nó xuống dưới cái cảnh kia. Đấy, tốt nhất là kéo từ dưới lên thì nó sẽ dễ hơn so với kéo từ trên. Đấy, kéo lên, đặt lên này. Đặt lên nó có vạch màu tím này, thì nhả ra là nó sẽ đặt vào đấy. Thì bây giờ tôi thêm được cảnh 3, đúng không? Và muốn làm cảnh 3 này thì tôi lại tương tự. Ví dụ cảnh 3 này bây giờ tôi không chèn ảnh nữa, mà tôi muốn thêm một cái video vào đây chẳng hạn. Tức là chèn một cái phim từ máy tính vào đấy. Thì tôi lại vào cái mũi tên và tay lên trên này này. Sau đó là tìm một cái phim chèn vào. Đấy, ví dụ như là tôi có cái phim này chẳng hạn. Đúng không? Hà Nội tôi yêu. Đấy, chèn phim vào. Cách chèn phim này thì cũng giống hệt ảnh. Tức là chúng ta có thể cái cảnh trên chúng ta giới thiệu dẫn dắt để xem phim. Và cái cảnh thứ hai này sẽ là đoạn phim đấy. Thì chúng ta lại đưa cái phim vào đây. Nó đang xử lý. Này. Chúng ta chờ thôi. Xử lý 100% hiển thị ở đây rồi chúng ta nhấn thì nó sẽ xuất hiện ở bên này. Đấy. Và sau đó nếu chỉnh sửa biên tập gì đó thì chúng ta lại nhấn vào cái nút màu cam public ở góc trên bên phải để xuất bản nó ra. Thì khi đấy nó sẽ lại cập nhật tương tự và ta tải về. Cái thao tác này giống như thao tác vừa rồi. Đấy. Thế như vậy là chúng ta đã hoàn tất. Đấy, cái này thì đoạn phim nó nặng và mạng nó chậm thì nó có thể bị thế này, bị lag này. Thì thôi chúng ta cũng không chờ nữa.